Hello, chào mọi người nha. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác là cây hồng lộc đỏ. Cây này ngoài ra nó còn có tên là cây hồng phát lộc. Cây mọi người này nó có màu đỏ rất là đẹp. Cái màu đỏ nhìn rất là sang. Cây này được xuất xứ từ vùng châu Á nhiệt đới. Châu Á nhiệt đới là màu ở bên ngoài nó có viền xanh, đây mọi người nhìn này, nhìn rất là đẹp. Là cây có chiều cao từ khoảng là 20 đến 30 cm thuộc loại cây đây, thân thảo, thân mềm. Đặc điểm nhận dạng của cây này thì rất là đơn giản, nó có những chiếc lá nổi bật với viền màu xanh nhìn rất là đặc biệt. Khi màu non, khi mà còn non ấy thì lá sẽ có màu hồng nhạt. Và nó đậm hơn khi về già. Đây, đây nhìn những chiếc lá non là nó chưa có viền xanh này mọi người. Trong phong thủy phương Đông ý, thì cây hồng lộc đỏ này ý, lá màu đỏ thì nó tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Toàn thân cây có màu đỏ rực, nhìn rất là hợp với gia chủ. Xem nó tượng trưng cho điểm lành này, sự phát tài, phát lộc, mang đến công danh, mang đến công danh sự nghiệp, thăng tiến cho người sở hữu. Ngoài cây này thì các bạn rất là hợp để trong phòng khách này, phòng khách và để bàn trên bàn họp, bàn làm việc hay là các quán cà phê, quán nước. Sẽ hợp với những người mệnh hỏa. Ngoài ra cây còn được trồng để sinh hợp với người mệnh thủy. Nếu mà người nhà bác nào có bàn màu trắng thì để bàn thì nó rất là nổi bật. Nếu mà các bác có nhu cầu và thích nó thì liên hệ qua shop em cũng là sẵn để các bác qua để xem. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người là cây hạnh liên thảo. Cây hạnh liên thảo này thì còn có tên là cây hạnh phúc, có xuất xứ, nó xuất xứ từ châu Mỹ, nó còn rất là nhiều tên gọi rất là hay. Còn có tên là cây bề an tím. Nó là loại cây nhỏ có chiều cao khoảng tầm từ 15 đến 20 cm. Đây mọi người thấy này, nhìn rất là dễ thương đúng không mọi người. Hiện tại thì bên shop em đang có sẵn nhiều loại cây như thế này hợp với mọi người để ở phòng khách này, ở bàn học, bàn làm việc hay là ở các trang trí quán cà phê, quán nước. Cây này thì có lá hình trái tim, hình trái tim màu tím xanh, màu tím xanh khá là bắt mắt nha mọi người. Đây mọi người nhìn thân cây này tỏa rất nhiều lá đẹp. Khi mà cây này có hoa thì nó sẽ có màu trắng ngà, nhìn rất là hợp với lại phong cách ở quán cà phê ấy mọi người. Trong phong thủy thì cây hạnh tiên thảo này thì được thể hiện cho sự bình an này, sự tập trung. Ngoài ra đối với gia chủ thì nó sẽ hợp với mệnh hỏa. Loài này thì chăm sóc rất là dễ, mỗi tuần mình chỉ cần tưới nước 3 đến 4 lần là cây vẫn có thể phát triển tốt rồi.